Dạ có nhiều mối tình nữa nhưng mà nó vẫn không sâu động. Và kệ thì em nghĩ là chắc là không thích được. Được rồi, nhiêu đó là hiểu rồi. Cô gái rồi sinh nó thường thì nghiên cứu, có người nghiên cứu về bộ phận tim, có người bộ phận sinh dục, vân vân, ABCD đúng không? Dạ, em nghiên cứu đều nhưng mà sinh dục chắc là em nghiên cứu kỹ hơn. Đó, thấy chưa? Vậy em nhìn đàn ông em có thể nghiên cứu về tâm sinh lý của họ được không? Em có thể nghiên cứu về tâm sinh lý của đàn ông, nhất là những bạn nam độc thân nhưng mà không biết là đúng hay sai. Qua nhìn sơ sơ em đoán người đó tâm sinh lý thế nào được không? Em đoán là sinh lý mạnh hiếu ạ. Đoán luôn hả? Được không em? Đoán không em? Rồi mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Hai chào em. Rồi bây giờ hai bạn giới thiệu về mình đi ha, mời bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào MC Quỳnh Linh, chào bạn nam bên kia và chào quý vị khán giả trong trường quay. Rồi chào em. Em tên là Phạm Thị Hoài, năm nay là em 24 tuổi và nơi chôn rau cắt rốn của em là Đắk Nông. Nhưng mà do số phận đưa đẩy nên em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em đang làm công việc gì? Dạ, hiện tại em đang là giáo viên dạy trung học phổ thông. Hai môn đó là môn sinh và kiêm luôn môn công nghệ. Sinh và công nghệ. Mình vào dạy trong này lâu chưa em? Dạ, em dạy là 2 năm rồi ạ. 2 năm rồi, ok, tốt quá. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi, và cùng toàn thể quý vị trong trường quay và hai bên gia đình. Em tên Phan Văn Hưng, năm nay em 24 tuổi và em quê ở Thanh Hóa và làm bất động sản tại Bình Dương. Em vào đây lâu chưa? Dạ, em vào được 7 năm rồi. Ở đây với ai? Em ở với cha mẹ ở trong này. À, cha mẹ vào luôn hả? Dạ. Em có điểm mà mạnh và điểm yếu gì? Dạ, em hòa đồng trong công việc và biết nấu ăn và biết tham gia các hoạt động xã hội như là từ thiện vân vân. Khuyết điểm mới có không? Khuyết điểm là hay nóng tính thôi. Rồi có tật xấu gì nữa không? Dạ không. Không. Rồi. Mời bạn gái. Ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Dạ, thì ưu điểm của em về công việc thì em là người có sự cố gắng, có sự học hỏi và em không ngại thất bại. Từ thất bại thì em sẽ học hỏi được những kinh nghiệm đem đi lên. Và nhiệt tình với bạn bè, với những cái người xung quanh em. Về thứ ba thì về tình yêu, em là một người biết quan tâm và biết hy sinh cho người mình yêu nếu mà người đó thực sự xứng đáng. Mình có cái khuyết điểm nào không em? Cái nhược điểm nào của mình? Dạ, thì em có khuyết điểm là em nói hơi nhanh. Khi mà nói hơi nhanh thì hay bị nói lộn. Và em làm việc thì hơi chậm. Nấu ăn thì không được ngon lắm. Và đa nghi hay ghen trong tình yêu. Em trải qua mấy mối tình rồi? Vấp phải thì em có nhiều mối tình rồi ạ. Nhưng mà cái mối tình nào sâu đậm nhất, động lại trong em nhiều cái ấn tượng nhất thì có mối tình nào chưa? Dạ, có. Có mối tình thời em học lớp 8. Trời ơi, cái gì lớp 8 mà mối tình sâu đậm hả? Là hết rồi đó hả? Có một mối tình đó thôi đó hả? Dạ có nhiều mối tình nữa nhưng mà nó vẫn không sâu động. Và kệ thì em nghĩ là chắc là không thôi, thích được. Được rồi, nhiêu đó là hiểu rồi. Anh trai có mấy mối tình? Dạ em cũng trải qua nhiều mối tình nhưng mà có hai mối tình coi như là khắc cốt. Trước khi đi nghĩa vụ quân sự em có quen một bạn. Và khi đi nghĩa vụ quân sự được một thời gian là bạn đó lập gia đình. Và khi đi nghĩa vụ về có quen một bạn nữa, thì quen được khoảng 5 rưỡi thì bọn em chia tay. Lý do tại sao chia tay? Tại vì lý do là mình mới bắt đầu chưa có cái gì trong tay cả. Và người ta thì có một cái ham muốn quá sức của mình không thể chiều được. Thì hai bên có thể là chia tay. Nói chung là tình yêu cũng chưa đủ lớn ha. Bây giờ cái mong muốn của mình về một cái người yêu mới, em mong muốn thế nào? Thì em muốn có một bạn gái biết phụ giúp gia đình và biết chăm lo cho gia đình. Công việc thì cũng không quan trọng. Tại vì công việc em thì có thể nuôi được gia đình. Dạ. Có rồi. Một mẫu hình lý tưởng nào không? Ví dụ như là tóc có thể ngang vai hoặc gương mặt xinh xắn xíu là được. À, đến qua anh xem coi có tóc ngang vai xinh xắn không nha. Em chào anh. Tóc cũng ngang đây. Rất là xinh, cô giáo dạy sinh hả? Dạ, em là cô giáo dạy sinh. Cô giáo dạy sinh á, thường thì nghiên cứu, có người nghiên cứu về bộ phận tim, có người bộ phận não, có người bộ phận sinh dục, vân vân, ABCD đúng không? Dạ. Em nghiên cứu đều đều nhưng mà sinh dục chắc là em nghiên cứu kỹ hơn. Đó, thấy đó, chưa? Thấy chưa? Vì em nhìn đàn ông em có thể nghiên cứu về tâm sinh lý của họ được không? Em có thể nghiên cứu về tâm sinh lý của đàn ông, nhất là những bạn nam độc thân nhưng mà không biết là đúng hay sai. Em nhìn sơ sơ em đoán người đó tâm sinh lý thế nào được không? Em đoán là sinh lý mạnh hiếu ạ. Đoán luôn hả? Được không? Dạ, em? Đoán dạ đúng không em? Dạ không. Họ nhìn cái dáng người họ biết là hôm nay để con trai nhiều con gái nhiều vân vân. Dạ, theo em là con trai con gái thì tùy thuộc vào trong cái lúc quan hệ với nhau. Cô giáo, cô giáo có gì đâu mà ngại. Dạy nhưng mà em thường là dạy về cây cối. Cô giáo dạy về cây cỏ mà nghiên cứu về bộ phận sinh dục.
Sao nó lạ vậy? Năm đại học em được học. À, được học nhưng nghiên cứu về đó đúng không? Dạ. Như vậy thì em yên tâm đi. Nếu sau này mà hai đứa lấy nhau á, là bà xã là coi như là biết em sức khỏe cỡ nào rồi ha. Không có lo. Em biết được là làm sao sinh con trai, làm sao sinh con gái. Hay vậy, hãy chỉ anh coi. Thì theo em được biết, một người đàn ông sẽ có hai loại tinh trùng, đó là X và Y. Khi Y tới nhanh và kết hôn với tế bào trứng thì lúc này tạo ra con trai. Nhưng mà làm sao cho nó tới nhanh mới là quan trọng, chứ ai không biết nó tới nhanh. Thì xác định cái chu kỳ kinh nguyệt như thế nào đấy. Đúng rồi đó, anh cũng nghiên cứu mấy lần mà đẻ con gái không. Khó lắm, nghiên không có được đâu. Cũng em muốn xin học. Mẫu người bạn trai mình là như thế nào? Dạ, mẫu người bạn trai em là không gầy quá, không mập quá. Mập quá. Cao 1m67 trở lên chị. Nói đi rồi đây, chị nghiên cứu coi mạnh hay yếu nè. Đừng có đen lắm. Sinh lý thì không quan trọng. Y nhanh hay ít nhanh? Hả? Em chưa biết. Có điều gì em không thích ở người bạn trai? Em ghét nhất là một người đàn ông lăng nhăng, da trưởng. Em hình dung cô giáo dạy sinh bên này như thế nào? Là một người cá tính và nói chung là biết thương gia đình và nói chung là biết có tình cảm. Khi nào em đám cưới được, tiến tới hôn nhân được? Dạ, cái vấn đề tiến tới hôn nhân thì công việc em thì ok hết rồi á. Và gia đình em thì cũng là có thể là cho phép hai bên gia đình có thể cưới, nhưng mà phụ thuộc vào hai bên có thể hợp lý hay không, tình cảm như thế nào. Em nghĩ bao lâu là thời gian phù hợp nhất, lý tưởng nhất? Dạ, theo em thì hơn 2 năm. Hơn 2 năm nữa? Dạ. Lâu vậy? Cổ mới có 24, 2 năm mới 26, 2 năm được không em trai? Dạ, cũng tùy hai bên, chứ còn cũng không nói trước rồi. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với mẹ của em, với chị, bạn thân và những người bạn đồng nghiệp. Rồi, cho chào nhà gái à, cho gặp mẹ em phải không? Dạ, mẹ rồi. Em chào anh Quyên Linh và chị Cát Tường. Dạ. Chào tất cả quý vị trong trường khán giả, trong trường quay. Tôi là Bình, đến từ Đắk Nông. Cô thấy con rể tương lai này được không? Để tương lai cũng thấy vui tuổi tính rồi thì cùng hòa đồng rồi, cho nếu được thì hai đứa đến tìm hiểu đi, đến hôn nhân. Là thêm ý kiến của chị gái đi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường và em là Hoa, là chị gái của Hoài. Thì em thấy bạn nam bên này thì rất là vui tính, hòa đồng, cũng hợp á. Nếu mà có cơ hội thì có thể tìm hiểu và nếu có duyên á thì sẽ đến tiến tới hôn nhân trong thời gian sớm nhất. Rồi, sao dạ, rồi chị. Rồi. Chị là chấm rồi. Hy vọng có con rể tương lai con ha. Thế hôm nay bạn trai đi với ai? Dạ em đi cùng với chị và hai người bạn đồng nghiệp. À, chị ruột hả em? Dạ chị họ. À rồi, chào dạ. Chị. Em xin kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả. Em là chị của Hưng, tên là Liên ạ. Chị thấy là bạn gái bên đây cũng khá là xinh xắn, nhìn rất là dễ mến. Còn phía Hưng á thì được cái là tính tình thì rất là hòa đồng với mọi người. Công việc thì cũng nhiều nhưng mà cũng ít có thời gian để đi gặp gỡ các bạn gái ở ngoài mấy. Hy vọng là hai em sẽ cho nhau cơ hội rồi có thể tìm hiểu. Rồi, cảm ơn chị. Rồi bây giờ để hai bạn trò chuyện trực tiếp với nhau nha. Mở rào. Tặng em món quà. Cảm ơn anh. Để em tặng anh nha. Em cảm ơn. Món quà. Sao cô giáo xinh? Đây có mập quá không? Có đen quá không? Dạ không. Nhưng mà hình như em thấy nhìn anh còn hơi trẻ sao? Ngoại hình thì hơi trẻ, không biết có suy nghĩ có chín chắn hay không? Do thời gian đi lập nghiệp từ nhỏ, từ năm 2010 đến bây giờ thì nói chung là vượt qua trường lớp quân đội thì biết lo cho công việc, gia đình với là lo sự nghiệp. Dạ. Em có thích một người con trai mà kinh doanh bất động sản, có thể là đi làm về khuya hoặc là đi tiếp khách với lại những khách hàng hay là gì đó, thì em có giận hay là có thông cảm được không? Dạ, em thì đi tiếp khách, đi gặp khách hàng, gặp đối tác thì em sẽ thông cảm cho. Đúng rồi. Miễn là đừng có làm việc gì có lỗi với em là được rồi. Cái đó có thể làm được. Dạ, thì không biết là một tuần là anh rảnh được ngày nào? Thời gian của anh nó không có gò bó, tại vì các nhân viên của anh nó làm việc và anh chỉ có thể là đi gặp đối tác hoặc đi xem dự án này kia thì đó thôi. Thì thời gian của anh có thể là anh sắp xếp được. Dạ. Em có giải nhau, ví dụ mà qua trong chương trình thì có thể là anh có thể mời em về nhà anh chơi gì đó được không? Dạ, cũng có thể là
sẽ có chuyện đó xảy ra. À. Anh cảm nhận về em như thế nào? Thì có thể là một cô gái năng động, nói chung là biết suy nghĩ và biết lo cho gia đình, đơn giản vậy. Anh có những tài lẻ nào nào hay không ạ? Anh có thể hát gì đó, có thể nấu ăn vân vân. Hát tặng cổ bài cho thay đổi không khí cho nó xôm lên nè, tỏ tình nè. Anh xin gửi em bài hát. Còn lại gì khi đã xa nhau rồi, nơi anh đến chẳng cùng em. Chặng đường dài anh vẫn khóc một mình lẻ loi. Oh, từng ngày buồn anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi anh. Rồi một ngày em cũng sẽ trở về cùng anh. Cùng anh ở nơi phương xa ấy. Giờ đây em biết không, trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Cần một làn hơi ấm, cần bờ môi khẽ rung, để cho anh được thấy như em đang kề bên. Đừng buồn em yêu nhé, rồi thời gian sẽ qua, xóa đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau. Anh nhớ em. Anh hát rất là hay. À, gái có muốn nói gì nữa không? Hay là hát lại câu nào không? Em cũng có một đoạn xin dành tặng anh, quý vị khán giả đã đến đây cổ vũ cho em, và đặc biệt là những người thân của em đã bớt chút thời gian đến dự. Đường vào tim em ôi băng giá, trời mùa đông mới vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì, vì đâu mưa anh không đến. Đường vào tim em này sang kín, bàn chân anh trên lối đi không thành. Những đêm khuya mưa mùn một mình, có khi cho ta quên cuộc tình. Rồi, ta bây giờ chúng ta cũng bị bấm nút. Cũng đã dành cho các bạn khá nhiều thời gian để trò chuyện. Có thể không thể hiểu hết được nhau, nhưng cũng có thể cảm nhận phần nào người đối diện có phải là một nửa của mình đang tìm kiếm hay không. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và chịu trách nhiệm với nó nhé. 1 2 3. Rồi, bấm hai. Nắm tay nhau đây hai bạn. Rồi. Xin phép các gái. Từ hôm nay như thế nào đó hứa hẹn rồi xin phép hôn con gái của bác. Dạ, con xin chào cô và con xin phép cô cho con được làm quen với Lệ Hoài và cho con xin phép được tìm hiểu Hoài trong thời gian sắp tới. Dạ. Cô đồng ý rồi đó. Xin phép hôn. Anh có thể thơm em một cái không? Đó. Mời bạn nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Em giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường và anh Huyền Minh và các bạn. Ủa các quý thi gì khán giả luôn đừng quay ạ. Gì mà rung em dữ vậy? Em tên Hoàng Minh. Tên gì? Danh Hoàng Minh. Danh Hoàng Minh. Dạ, 27 tuổi. Em người làm điêu khắc tượng Phật, quê quán ở Bến Tre, hiện đang công tác làm việc tại Long Thành, Đồng Nai. Mời bạn nữ giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo. Năm nay em 24 tuổi, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là sinh viên năm 2 ngành luật. Chưa ra trường hả em? Dạ, em học hệ giờ học giờ làm á. Nên em có đi làm rồi chị. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm busy. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em sống tự lập nên em biết nấu ăn. Nhưng mà có cái là nấu ăn không có được ngon cho lắm thôi. Cái điểm yếu của em thì em là người có tính hơi gia trưởng tí xíu. Rồi coi. Cô gái dân bên miền Tây Đồng Tháp mà nhỏ xíu tuổi mà tính hơi gia trưởng. Em gia trưởng là sao em? Em biết ngay sao, nhưng mà em thấy là mình suy nghĩ gì thì mình muốn mọi người đều làm theo ý kiến của mình. Rồi. Mọi người trái lại. Cô chắc cô suy nghĩ đúng không mà cô không cho người ta làm không có được trái lại? Có thể là lúc đó em suy nghĩ nó không được đúng, nhưng mà tiếp xúc em thì phải theo ý kiến em tí xíu. Có gì thì trao đổi ý kiến em sau. Nhưng mà lúc mà có những đông người thì nên nhường em tí xíu. Nhường mà nhiều khi ý kiến em trất quốc tầm bậy tầm bạ mà nhường cái gì? Em thấy mình suy nghĩ lúc nào cũng đúng hết. Trời, bộ mới nhiêu tuổi à? Cô phán câu thấy ghê không? Em suy nghĩ lúc nào cũng đúng. Trời, tôi 40 tuổi mà tôi phán 10 câu trật hết 9 rồi đó cô.
Em mình nghe bên kia gia trưởng chút xíu em thấy lo không? Dạ không, cũng không lo mấy anh, thì em cũng người miền Tây mà, đến gia trưởng cũng nằm trong máu rồi, đâu có gì đâu. Gì miền Tây gia trưởng nằm trong máu? Ờ có ngược không? Miền Tây làm gì có gia trưởng? Miền Tây có gia trưởng mà anh. Đâu có. Đâu có. Thì với gia đình em gia trưởng nhiều. Gia đình em gia trưởng, em có gia trưởng không? Nè cũng ít rồi anh, không có gia trưởng nhiều rồi em. Bây giờ hai người quen nhau rồi ai cũng gia trưởng hết trơn rồi, rồi ai làm theo ai? Để thấy nào hợp lý làm gì ơi. Với phần em cũng nhường bạn gái á, không có hơn thua gì bạn gái đâu. Em nói cụ thể về cái việc của em làm chút xíu đi Minh. Dạ em làm bên điêu khắc tượng Phật, thạch cao với xi măng anh. Cái này phải có kiên nhẫn lắm mới làm được đúng không? Cũng phải có hoa tay mới làm được chứ. Cũng em cũng làm lâu rồi, có chú trong gia đình nó nhiệt tình chỉ. Em học nghề điêu khắc lâu chưa? Dạ khoảng 10 năm anh. 10 năm rồi. Hay à. Hồi đó học cái gì ra, học điêu khắc đó luôn hả? Dạ không, em bên đây làm với chú. Tức là học nghề của chú thôi đúng không? Rồi có người yêu chưa? Dạ cũng có người yêu rồi chị, được hai mối tình, có một mối tình lâu nhất là 4-5 năm vậy á, rồi xong người yêu đi tu luôn. Hả hả, hay vậy? Em làm sao mà em điêu khắc tượng Phật, em quen người yêu 4-5 năm ta đi tu luôn là sao em? Dạ tại vì khi người ta nói chung là người ta cũng ăn chay, sau này người ta có tâm nguyện đi tu theo mẹ đi tu. Em không giữ lại được hả? Cũng có phiên ấy mà. À, không được. Rồi mối tình thứ hai sao em? Mối tình thứ hai cũng quen được ít thời gian sau không hợp nhau chia tay. Lý do sao không hợp? Thấy ta đòi hỏi quá, mình không đáp ứng được thì thôi rút lui cho an toàn. Hoàn cảnh quá. Nãy giờ em nghe mấy mối tình bên kia em sao em ngồi em cười thúc thích vậy em? Tại em thấy số bạn đó xui quá. Số bạn đó xui quá hả? Giờ không biết bữa nay gặp em là xui hay hơn nè. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có hai mối tình giống bạn bên kia, đều là thầy học trò hết. Một mối tình là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em quen cũng được 3 năm mấy. Do là mọi người một hướng đi khác nhau á. Bây giờ lo chờ chút xíu anh Hoàng hỏi chút xíu thôi. À chào em gái. Anh em... nãy giờ anh ngồi kia suy nghĩ hoài, anh phải qua gặp em liền. Em có ăn chay không? Dạ không. Em không bao giờ ăn chay. Anh lo sợ ăn chay cái mai mốt đi tu nó mệt lắm. Nãy giờ nghe anh kia nói em cảm nhận ảnh là người thế nào? Chắc anh ấy cũng hiền, nhưng mà nghe ảnh nói là cũng gia trưởng xíu á, thì nên em cũng hoang mang tí xíu. Không, ảnh hiền lắm. Những cái người mà làm cái công việc đó hình như nó vận vào người rồi em. Rất là hiền. Được á. Lỡ em lo sau này ảnh làm tượng Phật á, cái khi nào ảnh đi tu luôn. Trời ơi. Đúng à. Lo đúng rồi chứ. Đúng à. Lò đúng à. Không có đâu, em bảo đảm không có đi tu đâu. Có không? Dạ không, tu tại tâm em à. Giữa chừng đừng bỏ người ta đi tu tội nghiệp. Dạ không, em không có tu đâu anh. Còn ví dụ như em làm gì mà buồn, cô bên kia đi tu thì sao? Đi tu lần nữa hỏi cái vợ luôn. Dạ. Rồi bây giờ không, mình hỏi bạn trai bạn gái nè. Bây giờ đó cái khoảng cách địa lý như vậy, hai người nói chuyện với nhau vài câu coi bây giờ là mình hẹn hò nhau làm sao? Dạ nếu mà em có cơ hội thì em sẽ lên thành phố, không sao. Tình yêu mà không có khoảng cách đường xa hay thời gian gì. Em hỏi bên kia, em cần gì ở anh? Hỏi luôn đi. Em cần gì ở anh? Anh ơi, anh có câu nào mà nó lãng mạn tí xíu không? Cái câu đó nó hơi đâm vô lòng người ta. Thôi lãng mạn chút đi. Em lãng mạn đông người quá, không có lãng mạn được anh ơi. Một mình cũng lãng mạn hả? Thường lãng mạn em làm gì? Tặng hoa, rồi đi ăn, đi uống cà phê, những quán tình cảm rồi. Cũng chưa lãng mạn lắm, lãng mạn hơn nữa coi. Em giờ rung quá rồi, em cũng không biết nói. Mình đưa cổ đi dưới mưa ha, rồi tặng hoa, rồi cầu hôn gì đó. Hay là mời cổ ra một bờ sông đẹp, thiệt đẹp, xõa tóc dài ra ngồi ngắm nhìn xong em nặng tượng. Ngồi đó học đi, chút xíu nữa kéo màn lên là phải nói câu nào lãng mạn nha không? Bây giờ mình hỏi bạn gái nè, bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì không quá quan trọng ngoại hình, nhưng mà được cái thì cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Một cái thôi hả? Cái cho nó dễ thương. Anh có hàng đều răng khểnh hết được. Rồi ngoài răng khểnh ra cái gì nữa? Yêu chó nè, có xu hướng là nuôi chó giống em, như có thể sau này thì có thể nuôi nguyên đàn chó cũng được. Trời ơi, nuôi em biết nổi chưa nữa, mà nuôi gì dữ vậy, từ từ đi. Cười coi, cười. Cười, trời ơi, cười to lên. Không có răng khểnh. Có răng hô à. Được không? Nuôi chó không?
Có, em thích nuôi chó lắm chị. Nuôi nguyên đàn luôn nổi không? Nổi chị, chó đâu có gì đâu vậy. Hả? À, đợi xíu nha. Có điểm gì không thích người đàn ông không? Em thì không thích đàn trai hút thuốc. Nếu mà có hút thuốc thì đừng có hút trước mặt em. Rồi hút lén được, rồi tiếp. À, cờ bạc rượu chè tốt nhất là đừng nên có. Gì nữa không? Thôi vậy được rồi chị. Được rồi ha. Thuốc không? Dạ từ xưa vậy em có thuốc gì. Rượu chè gì không? À, ngoại giao thôi chút ít à. Cờ bạc? Dạ không, cờ bạc thì không có. Rồi tốt. Thế em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao chừng 1.5m tư lên, biết lễ phép thì lớn. Cô nhìn là được rồi, không cần gì nói gì. Tại vì nấu ăn thì em cũng biết nấu rồi, thì cũng không cần bạn gái nấu ăn. Bao lâu rồi tiến tới? Dạ, nếu được thì 5 sau vậy. Nếu giờ bạn kêu lên thành phố ở trọ để bạn ấy đi làm trên này cho nó tiện thì em thấy sao? Dạ, đó thì em có thể tạo điều kiện được ạ. Tạo điều kiện là sao? Tạo điều kiện lên đó làm hả chị? Lên trên đây có chỗ để làm không? Có, cũng có ông chú làm ở đây. Thôi vậy cũng được ha. Rồi, hôm nay bạn gái có đi với ai không nè? Dạ, em có đi với chị gái và hai đứa em ở chung phòng. Em chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường, chào khán giả. Em là chị của Thảo. Rồi, chào chị. Em thấy em trai bên này nhìn cũng dễ thương, cũng hiền. Nói chung là được, tại vì em tính nó cứng đầu lắm, tự lập lắm. Nói chung là nó là ship em luôn á. Cho nên cái người nào cứng quá thì chắc cũng không được đâu, tại vì nó đã cứng rồi. Phải có người nào dung hòa được. Mềm đúng không? Đúng rồi. Em thấy anh này cứng hay mềm? Dạ được. Được hả? Dạ, em hứa chắc chắn em sẽ nhường bạn gái á, không có quan hiếp đâu. Thì không, em tính em thấy em làm cái nghề đó là chị rất là vừa ý, tại vì cái nghề đó phải có cái tâm mới làm được, cho nên chị rất là thích cái nghề này. Dạ em cảm ơn chị. Rồi được rồi ha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với bà, với em họ, với bạn á. Ồ có bà hả? Bà gì? Bên nội bên ngoại? Dạ bên nội. Con chào bà. Dạ chào bà. Chào chú Huyền Linh, chào cô Cát Tường. Dạ tôi là bà nội của Minh, coi như bà nội đi. Dạ. Vì bà nội nó là chị tôi. Dạ. Vậy như bà nội rồi. Rồi. Nhưng mà giờ nó ở với tôi từ nào giờ lâu rồi. Cũng siêng năng, giỏi giắng. Lo làm ăn mà điều cà phê, rượu trà thì không có. Hai cháu bên này thì cũng được. Thì giờ hay nếu mà hai đứa nó có tiếng nhau mà nó có quen được nhau mà nó kết hôn được thì tôi cũng mừng. Cũng được thôi. Dạ. Vậy thôi giờ tôi cũng nhường lại cho bạn nó nói. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. À, em tên Hương, bạn thân của bạn Minh. Thân không? Dạ thân. Thấy bạn gái bên đây cũng dễ thương. Coi cô bộ cũng hợp với bạn em. Cô bộ cũng hợp hả? Tánh tốt lắm, luôn giúp đỡ bạn bè hoạn nạn khó khăn. Đấy, bạn bên đây hiền giống như bạn đang nói chuyện với em đấy. Rồi thôi, kéo màn lên. Kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt đi. Một cô gái rất là xinh, cố gắng thuyết phục. Thưa các em, rất vui gặp mình. À, cảm nhận thế nào về người đối diện? Lần đầu tiên em gặp anh, cảm nhận như thế nào vậy anh? Thở đi để rung quá xỉu á. Anh thấy anh cũng dễ thương, tính tình thì cũng hiền, nhưng mà có cái là không có cái răng khểnh giống chó nữa, em không có. Trời đất ơi, sao trời. Ủa thì ra là thích cái răng khểnh này để giống con chó hả? Trời ơi, cái gì kỳ vậy em gái? Gặp người yêu đầu tiên mà nói không có cái răng khểnh giống con chó, em không thích. Thật sự nha, rất là hiền. Nếu mà anh qua em gái em gả cho nó liền luôn. Ăn hiếp ta nha cô. Đừng ăn hiếp nha. Bây giờ rút lời nói lại. Anh cảm nhận với em như thế nào? Em hơn sự tưởng tượng của anh. À, cảm ơn anh. Sao dám nhìn thẳng vô mặt người ta đi, mới cảm nhận nhìn đâu không đi. Hồi xưa nói chung nói anh khuyết điểm của em mà nói chuyện không ưu gót cái phần em nhắc gái lắm. Nếu mà sau này mình có đi đến hôn nhân á thì anh sẽ lập nghiệp ở đâu? Tùy theo hai đứa mình sắp xếp hả? Anh thì công việc thì ở Đồng Nai, thành phố cũng được. Vậy mình về Sài Gòn nha anh. Ok. Tại vì anh nói chung là có ông chú làm lĩnh vực này luôn, ở trên Sài Gòn quận 6 luôn. Cưới nhau mình mới về Sài Gòn đúng không? Bây giờ lúc đang yêu nhau thì mình hẹn hò ở đâu? À Sài Gòn chị ơi. Chứ em đâu có nỡ lòng nào để bạn gái chạy xuống Long Thành đi chơi với em đúng được. Đúng rồi, nỡ lòng nào ha. Mai về làm mình nắng con chó có răng khểnh dài khúc rồi. Cái đó được đó anh. Trời ơi được. Khoái rồi thấy chưa? Anh nói chơi mà khoái. Nói chung là bên đây em cũng rung, anh không có nói được gì hết. Nhưng mà bên đây mình cũng có cái duyên.
Thì nên mong rằng em muốn cho anh một cơ hội và cho em một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Anh rung lắm rồi. Em thấy thích cô đối diện không? Dạ có anh. Hả? Dạ có anh. Có không? Dạ có. Thích tim đập mạnh chưa? Dạ mạnh, nãy giờ cũng rớt cái tim ngoài anh ơi. Rồi, hết thời gian. Người ta muốn gớt cái tim ra ngoài luôn rồi kìa. Suy nghĩ cho thật kỹ. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Không yếu xìu à. Cái nút người ta bự vậy mà không. Không yếu xìu sao nó ăn được. Tôi đang hình dung ra cái cảnh mai mốt mà cô này cô dữ quá, cô ăn hiếp bạn cơ, cô ra cô nói nó gì đó. Bạn cứ ngồi bạn khắc tượng Phật, khắc tượng. Sao? Một cái đi. Đây mọi người kia hung không quý vị? Hung không mọi người? Chị ơi, em phép hung em chị cái. Chị cho rồi đó, chị cho cho nó kìa. Hung đi. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Có khuôn mặt nó giống. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi, sao cô đi dễ vậy trời. Rồi được. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về nhau đi. Mời bạn nam. Em xin chào anh Quyền Ninh, chào chị Cát Tường, chào khán giả trên quay, chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Đình Ngọ, em đến từ Bình Phước, hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và công việc em là kỹ sư quy trình. Ngọ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi ạ. 28. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào, chào bạn nam và quý vị khán giả, em tên là Nguyễn Thị Nga, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là kế toán viên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi ha. Điểm mạnh của em hầu như em thấy không có được điểm nào, nhưng mà điểm yếu của em thì lại vô số. Đặc biệt là em không có nấu nướng giỏi cho lắm, hầu như tất cả đều là đồ luộc. Còn tiếp theo đó là em vô cùng vụng về, em hầu như là hay làm bữa bát đĩa lắm. Nên là bây giờ gia đình, cái đồ dùng trong gia đình của em là toàn là đồ nhựa thôi. Bình thường là ở nhà thì ai đi chợ nấu ăn cho em? Em ở một mình ạ. À là tự nấu tự ăn? Dạ vâng, tự nấu và hầu như chỉ có em nấu được một mình em ăn thôi. Vậy được rồi. Ủa quanh năm em ăn đồ luộc không em hả? Lạ vậy ta. Cũng phải có một cái ưu điểm gì chứ, không lẽ mình không có ưu điểm gì hết? Thì ưu điểm là đồ luộc đó. Cái gì cũng luộc hết trơn. Em hát thì cũng tạm được ạ. Nên là hôm nay em sẽ tặng anh chị, quý vị khán giả và bạn nam một đoạn thôi ạ. Đó, phải có ưu điểm chứ. Rồi, mời bạn. Nếu mây kia mà người yêu em đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để riêng đôi ta về hai phương trời, có hay chẳng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa. Đó. Hay rồi nha. Hay rồi. Hát nghe hay đấy, hơi hay hay đấy. Dạ. Nè em coi nè, bên đây là chàng nhạc sĩ nè, chuẩn bị đàn luôn. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Không phải, cái này là bài hát. Còn bây giờ em chứng minh cho bạn gái bên kia thấy đi. Nào, bên đây có đàn sẵn luôn rồi. Em xin phép tặng bạn gái bài. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Ngoài cái ưu điểm là đàn, mình còn ưu điểm gì nữa không? Dạ em biết nấu cơm chơi. À bù qua bên đây. Được được. Quan trọng là nấu chín hay không thôi. Không, tại em thường nấu cơm cả không ăn luôn. Dạ. Đồ ăn em nấu được gì? Em nấu món gì cũng được. Nhưng bạn bè ăn được không? Chắc được anh ơi. Ăn được luôn thì tốt. Tốt vậy rồi. Bạn bên kia là có luộc không là khỏe rồi ha. Rồi khuyết điểm gì nè? Khuyết điểm em nói nhanh anh chơi.
Đúng rồi, nãy giờ bên đây khó nghe lắm luôn á. Đi tỏ tình mà nói kiểu này đó là dạ bên kia có nghe được gì đâu yêu. Mình nói vậy bạn nghe được không bạn? Ờ, cũng tạm được. Tạm được. Tạm được. Rồi, bây giờ em nói về tình trường của em cho cô gái bên kia nghe đi. Thì em đã trải qua 3 mối tình rồi. Trời, mối tình gì mà 3 mối tình luôn á hả? Dễ sợ ha. Mối tình học cấp 3, còn 2 mối tình ở trong công ty em luôn. Trong công ty mà yêu 2 người lúc luôn. Tại vì làm công ty 4 năm rồi. Nên là khoảng 2 năm em quen người. Rồi cái hai cái người yêu đó biết nhau không? Không biết ạ. Em hay dữ vậy. Bạn anh nghỉ thì bạn sau mới vô. Dễ sợ. Người ta nghỉ mới quen người khác. Lý do sao chia tay? Em cũng đang xác định hôn nhân nhưng mà có thể em chưa có đủ trưởng thành á. Nên không để níu kéo tình yêu đó. Nên là cũng rất tiếc. Ai chưa trưởng thành? Em ạ. Lúc đó thì năm ngoái thì chưa đủ trưởng thành. Rồi bây giờ đủ chưa? Giờ đủ trưởng thành nên tới đây. Rồi bây giờ nếu quen nhau được thì chừng nào mới tính tới hôn nhân? Chắc tháng 1 năm sau chứ. Tính luôn tháng 1 năm sau luôn á hả? Dạ. Bên kia tình trường thế nào em gái? Dạ em trải qua 2 mối tình ạ. Một mối tình từ thời đại học và một mối tình khi em vào trong thành phố Hồ Chí Minh làm việc á, thì em có được giới thiệu một bạn nam. Nhưng mà cái mối tình này chưa được chính thức lắm. Em mới tìm hiểu thôi. Nhưng mà cảm giác như là hai người không hợp nhau á. Nên là chúng em đã dừng lại và vẫn là bạn bè. Nghĩa là chưa sâu sắc gì đúng không? Dạ. Bây giờ mình mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Cái hình người bạn trai lý tưởng của em á là cao 1m6 trở lên. Bên kia nhiêu? Dạ, trên 1m68 chưa? Ờ, bạn mập mập một chút ạ. Là có khuôn mặt cũng vậy, tròn tròn và mặt chữ điền. Như vậy thì trông bạn ấy rất là phúc hậu. Có cái mẫu người lý tưởng không? Giống như cậu của em ạ. Tức là người đang ngồi phía dưới khán giả. À. Cậu đâu? Cậu đưa tay coi cậu. Trời, cậu đẹp trai ta. À, là giống cậu vậy đó phải không? Dạ. Mày cũng giống giống mà nha. Còn tiêu chí gì nữa không? Ờ, em rất thích bạn nam đeo kính. Kiếm giùm cho anh cái kính lên lời. Chúc mượn trong cái kính. Có điều gì em không thích ở người bạn nam? Em không thích một người bạn gia trưởng quá. Khó tính. Có gia trưởng không trai? Chị yên tâm, em không gia trưởng chưa? Em cũng hiền thôi. Em không có khó tính. Được mọi người đánh giá dễ tính nhé. Còn em muốn một người yêu như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn được rồi. Về tính cách thì biết kính trên nhường dưới. Chiều cao cân nặng gì có yêu cầu không? Chiều cao thì 1m55 trở lên được rồi. Nặng 90 được ký được không? Tôi vừa vặn được rồi anh. Ngoại hình gọi là ưa nhìn được rồi anh. Rồi để tôi qua bên kia coi. Thôi tôi qua trước nha. Tại vì ngồi bên đây tôi khó nghe quá. Anh nói cái tiêu chuẩn không nghe. Bây giờ thí dụ như là cô bên đây được là qua đầu năm sau là đám cưới được. Dạ. Bây giờ là trưởng thành rồi đúng không? Dạ, dạ. Lấy vợ về xong thì mình dự định là sẽ sinh sống ở đâu? Ở thành phố hoặc là Bình Phước cũng được. Hoặc là phố đâu phù hợp thì sống. À, mình có yêu cầu gì về phía nhà gái không? Gái thì em không có yêu cầu. Sao cũng được hết đúng không? Dạ, ế quá vậy. Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn gái? Thái độ của nói chuyện mà hơi đánh đá. Vậy chứ nãy em thấy cô gái bên kia nói chuyện có đánh đá không? Không, thấy được. Nói chậm chậm lại một chút nha. Dạ. Để bên đây người ta nghe với người ta mới hiểu mình chứ. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Có khuôn mặt nó giống. Em chào anh ạ. Chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Cảm ơn à, anh. Nãy giờ em nghe anh nói em thấy cái tính chất anh này như thế nào? Em có cảm nhận được không? Anh cũng là một người dễ tính. Dễ. Vui tính nữa. Dạ. Hài hước nữa. Dạ. Nhìn mặt mắc cười à. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Được ạ. Được luôn hả? Dạ. Bên đây cũng dễ. Cưới luôn. Dạ. Em. Dạ. Có ghen không? Dạ em không ạ. Không ghen còn có dễ nữa. Dạ. Anh thấy... hợp lý, nhưng mà thí dụ về Bình Phước ở được không? Dạ được ạ. Trời ơi, chú cô đi dễ vậy trời. Rồi được. Được, được ha. Duyệt không? Duyệt không? Duyệt. Duyệt. Bây giờ rồi, cho gặp người nhà cái xong mình tiến hành tháng 1 nó cưới luôn nha. Nãy giờ giới thiệu cậu rồi đúng không? Mình dạ. Rồi cậu đi với ai nữa? Ờ, hôm nay ngoài cậu ra thì em đi với ông bà và sếp của công ty em nữa. Ông bà là ông bà nội hay ngoại ông, em? Ông bà ngoại ạ. Rồi cho gặp ông ngoại, bà ngoại trước đi. Con chào. Dạ, chào ông. Chào ông ngoại, bà ngoại. Trời, ông ngoại trẻ xin quá. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn trai. Dạ. Và xin chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Ông ngoại thấy cháu rể tương lai được không ngoại? Qua cái trao đổi của hai cháu và nhìn các cháu trên sân khấu thì cái cảm nhận ban đầu thì tôi thấy hai cháu có vẻ rất là hợp nhau. Cháu trai thì đàn rất là hay. Và cháu gái của tôi thì hát cũng được. Bạn trai bên này thì thấy cũng to cao đẹp trai, trẻ trung. Nhìn vào thấy lúc nào cũng rất là tươi. Cười suốt vậy đó ngoại. Tôi thì cũng mong cho hai cháu có thể tìm hiểu nhau. Và nếu tiến tới được hôn nhân thì cũng là cái điều là hạnh phúc. Xin chúc cho các cháu là đạt được cái ước nguyện của mình. Cảm ơn ngoại. Ngoại ngồi cười xong rồi ngoại.
hỏi ý kiến cậu cái đi. Cậu giờ bên kia thần tượng quá. À, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào chị cậu. Mình là con trai thì nói chung thôi thì mình cũng thấy trên tinh thần là thấy thấy mặt có vẻ đẹp trai rồi cũng dễ dạ. thương. À, cảm ơn cậu. Có phần thật thà, rất là thật thà ở đây. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi, dạ cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Rồi em trai đi ra em trai. Dạ em đi với mẹ em với cả các anh em đồng nghiệp trong công ty. À. Dạ. Dạ chào cô. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Dạ chào xin cô. Chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Thì gia đình tôi thì cũng đến đây là cũng mong muốn để con mình tìm được mảnh ghép của cuộc đời. Dạ. Thì tôi thấy bạn gái cũng dễ thương, hiền. Thì mong hai con bấm nút hẹn hò để nên duyên vợ chồng. Rồi có gì để được ba mẹ tiến tới hôn nhân cho hai con. Rồi. Bây giờ phần quan trọng nhất là cái phần giữa đôi trẻ ha. Bây giờ mình sẽ mở rào trái tim ra ha. Kéo rào. Đó. Cảm ơn anh, không hẹn mà gặp. Bạn nữ cũng có quà tặng bạn nam đó nha. Dạ. À, cũng... Cảm ơn, cũng... tặng anh. Anh biết cây này cây gì không Ngọ? Đi giống Ngọc Ngân thì phải. Không phải, đây là cây hoàng cây tử. Cây này là cây ngựa đó. Ngựa. Dạ. Bạch mã. Đúng cây rồi này ạ. Bạch mã. Mã hợp em rồi, tên Ngọ lắm. Ngọ với ngựa được á. Dạ. Trùng hợp quá ha. Dạ. Cây hoàng tử bạch mã này em trồng ở nhà và dạ. trồng cây này với nghĩa là mình sẽ được một hoàng tử bạch mã giống như tên gọi của nó. Oh. À, cảm ơn em. Dạ. Thì anh có món quà tặng em là món quà anh tự làm. À. À, dạ. Cảm ơn. Ủa? Anh ạ, rất là đẹp. Hoa đó em làm đó hả? Dạ dạ. Em làm sao ra hay vậy? Thì em gấp thôi, học trên mạng gấp. Có tay quá trời luôn. Làm bao lâu mới xong bó này vậy? 3-4 ngày á. 3-4 ngày mới xong cái bó này. Dạ. Cây này cũng trồng 6 tháng nay luôn rồi đó. Dạ. Em thấy anh sao? Anh là một người dễ tính, cũng dễ thương đó. Em hy vọng là cả hai sẽ dành cho nhau những cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Và nếu như mà được thì mình cũng có thể tiến xa hơn nữa. Trời ơi, gì mới xong rồi cho nhau cơ hội gì chân vậy? Dễ ẹt vậy? Em thấy là phù hợp với yêu cầu em rồi. Trời ơi, trời ơi cái gì mới gì là phù hợp ơi. Nhanh ghê. Cặp làm như đó giờ là nằm mơ thấy nhau sao mới gặp cái. Chắc vậy anh, tại bạn tặng cây bạch mã luôn, tên em Ngọ mà. Hợp luôn vậy đó hả? Là có duyên đó anh. Trời, hẹn hò sao? Hồi em thích lãng mạn không? Em thích gặp, đầu tiên gặp ở đâu hỏi đi. Em thích đi xem phim em? Dạ, có ạ. Thì chiều tối xem phim ha. Là đồng ý. Phải làm giá lên chút xíu chứ. Mới đủ xem phim dạ dạ liền đó. Em kẹt rồi vài bữa đi. Không? Em hỏi là dự định tương lai nè ha, cưới nhau tháng 1 cưới nè. Rồi về mình phát triển kinh tế thế nào. Hỏi để có ảnh sao hiểu không. Tự đi tự mới vô đi xem phim liền thôi. Em chỉ cần người có công việc ổn định là được rồi ạ. Công việc anh cũng ổn định rồi. Dạ. Thì tháng 8 là dỗ bố anh có thể em về Bình Phước chơi được không em? Trời ơi đất. Mới gặp nhau mời đám dỗ rồi. Trời ơi. Ê, về ra mắt được không em? Cặp này lạ thiệt. Em tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi cái gì mà còn có mấy tháng nữa không chuẩn bị hả? Tháng 8 đi đám dỗ không? Dạ cũng đi được ạ. Đi luôn. Thôi vậy đi luôn đi rồi bấm luôn đi. Còn nói gì nữa giờ? Hỏi nói cho bây giờ. Nói gì nữa giờ? Câu một thôi. Em nói trong lòng em nghĩ gì cô này ha. Em mong muốn điều gì nói một câu nhìn thẳng cô gái ấy. Coi như tỏ tình đó. Nói sao mà đó. Để chốt hạ luôn đó. Mình hẹn hò nha. Không phải nói sao anh cảm thấy như thế nào. Gặp em lần đầu anh thấy làm sao. Cảm thấy tôi thích rồi. Nói với cổ quá. Thôi mệt của nó thích quá rồi bấm đi. Bấm. Cặp này làm như vô để bấm đó, chứ không có nói chuyện gì chứ. Rồi 3, 2, 1. Bấm thấy không? Thấy không? Tự ra luôn thấy chưa? Chưa có ai mời tự ra luôn rồi. Rồi đứng lên đây. Cặp này làm như hẹn trong mơ đứa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Trời ơi thấy chưa? Vậy còn chần chờ gì nữa? Cưới gấp. Rồi hôn nhau thôi. Mà xin phép em không? Không, má đàng hoàng. Hung mà làm gian ớt vậy đó. Rồi nắm tay. Trời ơi, nắm chặt vô. Nhà trai.
Rồi, ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình nào. Có lẽ em xin nhường nhà gái giới thiệu trước. À, hay quá. Lady first. Mời nhà gái. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thị Thu Sương. Năm nay em 28 tuổi. Em đến từ Quảng Bình. Hiện tại là em đang là chuyên viên marketing và đang sống và làm việc tại quận 7. Tên nghe rất là lãng mạn luôn ha. Mời em. Em xin chào MC Quyền Linh, chào MC Ngọc Lan, chào bạn nữ bên kia và chào toàn thể khán giả trong trường quay. Em tên là Trần Tuấn Cương, quê ở Nam Định, sinh ra ở Lạng Sơn, học đại học ở Thái Nguyên và hiện đang sinh sống làm việc tại Đồng Nai. Nhiều nơi quá ha, nghe cái tên là thấy mệt rồi đó. Không có nhường ai chân á. Dạ đúng rồi. Bên kia lãng mạn, bên đây cứng ngắc. Không, nhưng cũng không cứng ngắc lắm đâu ạ. Cũng có lúc mềm. Lúc rồi, mà em làm công việc là bác sĩ hả? Dạ em nói ngắn gọn là bác sĩ. Nói rông dài ra là nhân viên tư vấn, theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Chuyên môn chính là gì? Dạ chuyên môn chính là bác sĩ khoa ngoại của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai. À, khoa ngoại, tức là luôn chăm sóc em bé đó ha. Dạ đúng. Liên quan tới em bé là lúc nào cũng nhẹ nhàng và dịu dàng hết đó nha. Dễ thương lắm á. Rồi mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình luôn đi em trai. Ưu điểm về khuyết điểm thì có lẽ là nhiều hơn ưu điểm. Khuyết điểm của em, khuyết điểm lớn nhất đó là em hay quên. Bác sĩ mà quên. Ừ. Không, hay quên mấy thứ lặt vặt thôi. À chứ đừng quên nha. Bác sĩ mổ quên cái kéo là mệt lắm. Tự nhiên khám cái là... ngón tay bên phải cái đi bó ngón tay bên trái là cũng mệt lắm á. Cái đấy thì em chưa xảy ra đối với em bao giờ. Nhưng mà em là hay quên như thế này. Ví dụ như là buổi sáng em hay dậy sớm, em nấu đồ ăn đem đi. Nhưng mà nấu rất là ngon, rất là thơm. Cuối cùng đến trưa mới phát hiện ra là mình quên không đem đi. Thế là lại phải chạy về lấy. Ví dụ như vậy. Vậy là nặng rồi đó nha. Này quên cũng cỡ tôi chứ không phải vừa đâu. Cái khuyết điểm nữa là em không biết cua gái. Không biết cua gái? Dạ. Này là ưu điểm đó chứ. Đến nỗi mà nhà gái đánh giá là ưu điểm đó. Đến nỗi mà bản thân của em còn phải bảo với bố em là bác ơi bác phải dạy anh Cương cách tán gái đi. Bảo vậy. Dạ. Bảo vậy đó hả? Dạ. Rồi. Ủa vậy chứ nói vậy từ xưa tới giờ là chưa cua ai luôn hả? Em cũng không biết là em có cua hay không nhưng em cứ thể hiện cái sự thật lòng của mình thôi chị ạ. Em có mấy mối tình rồi? Em có ba mối tình chính thức là gặp mặt và một mối tình online thời còn sinh viên năm nhất. Và một mối tình vừa kết thúc cách đây 2 tháng. Chưa biết cua ai đó. Mà cũng khá rồi đó chứ. Ông chưa biết cua gái đó mà ông ba mối tình chính thức rồi một mối tình online rồi một mối tình mới vừa đây rồi đúng không? Đúng rồi. Thôi đó cho vào mối biết. Tình hình bên nhà gái ưu điểm khuyết điểm sao nè? Dạ. Về ưu điểm thì em là một người rất là nhanh nhẹn hoạt bát, thích học, nói chung là học mọi cái đều rất là nhanh, với lại là nói chung là cũng vui vẻ hòa đồng. Còn về khuyết điểm thì em rất là mù đường, có nghĩa là dù em đã đi con đường đó rất nhiều lần rồi nhưng mà em vẫn không có thể xác định được phương hướng, nên là lúc đi là em sẽ thường phải là đi theo người khác, bám theo người khác hoặc là sẽ làm dựa theo Google Maps, dựa theo chỉ đường em mới đi được. Với lại là một khuyết điểm khác nữa là em cũng không có đảm đang lắm trong cái vấn đề nội trợ bếp núc. Ừ. Chị thấy bên kia là nội trợ bếp núc là giỏi đó, hồi nãy tự khen là mình nấu ăn ngon đó. Chỉ có điều là mai mốt nấu xong thì em chỉ cần nhắc nhở là anh ơi đem đồ ăn đi làm là được rồi. Nấu ăn thì có bên kia lo ha. Rồi, đường tình duyên bển mấy mối tình? Dạ, về chính thức thì chỉ có một mối tình, thì mối tình đó khá là lâu, từ hồi cấp 3 cho tới thời sinh viên. Thì em chia tay mối tình đó 4 năm, cách đây hơn 4 năm. Còn trong khoảng thời gian chia tay thì cũng có tìm hiểu nhưng mà cũng chưa có chốt nên là cũng không tính. À, chưa có chốt nên không có tính thành mối tình đúng không? Dạ vâng. Bạn bên đây nè, 3-4 mối tình lẻ tẻ này kia đó thì mình có biết cái nguyên nhân lý do tại sao mình lại chia tay với mối tình đó không? Mối tình, về mối tình online thì là do nhà bên kia không đồng ý. Chứ đồng ý là mình cũng tới luôn rồi đúng không? Dạ, đồng ý là tới luôn đấy. Ừ. Còn ba mối tình, ba bốn mối tình kia? Ba mối tình kia, mối tình đầu tiên là do bạn nữ còn quá nhớ về người cũ. Rồi. Mối tình thứ hai đấy là khi mà em mới học xong,
em vào đây làm ấy, thì một là khoảng cách, là hai là cái môi trường mới, cái cuộc sống mới. Thứ nữa là lúc đấy bà nội em vừa mới mất, cho nên là cái tâm lý của em không ổn định. Không ổn định. Rồi, mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba thì cái nguyên nhân chia tay đó là gần như là khắc khẩu. Cứ xa thì bình thường, cứ gặp là cãi nhau rồi. Dạ. Kiểu như vậy. Vậy là rất là nhiều cái lý do để chia tay những mối tình đó. Dạ. Vậy thì bây giờ em rút ra cái bài kinh nghiệm là mình có lỗi gì trong những mối tình đó chưa? Thì thứ nhất là đấy là do em lúc đấy là do em chưa trưởng thành không? Chưa trưởng thành là tức là chưa có chăm sóc cho tình yêu của mình à. Tức là chưa biết lúc đấy là chưa biết nhường nhịn, chưa biết nhẫn nhịn. Rồi, còn gì nữa? Em chỉ thấy cái khuyết điểm lớn nhất của em đấy là đặt cái tôi của mình cao quá, đặt tôi mình cao quá, chưa nhường nhịn, chưa chăm sóc mối tình của mình yêu. Mấy cái này lớn lắm á nha. Đó, mình nhận ra được cái khuyết điểm đó là được rồi. Tôi chịu chàng trai này nè nha. Bởi vì chàng trai này là cái người là biết nhìn nhận về cái thiếu sót của mình. Thì đó là cái điều rất là tốt. Đúng rồi, nhìn nhận chào để khắc phục thôi. Chào chàng trai không biết cô gái. Nó nghe nè, chị nghĩ chắc là do em thụ động trong cái chuyện tình cảm đúng không? Ừ, có lẽ là vậy chị. Ừ, không biết cô gái tức là mình không biết chăm sóc người ta. Mình không biết cách chiều lòng người ta, không biết cách mở lời đó. Cho nên là chắc vậy nên chia tay nhiều. Bác sĩ này mở lời chắc chục mối à. Ừ. Chưa có mở lời đó. Em chắc chỉ có mở lời đi hỏi bệnh nhân thôi chứ còn... có gì này. Dạ. Rồi giờ là mình đã sẵn sàng cho một cái tình yêu mới chưa? Em đã chín sẵn sàng chưa? Tình yêu mới chín chắn, em tự tin về điều đó. Tự tin là mình chín chắn rồi đúng không? Dạ. Vậy hình mẫu của mình sao mình nói luôn nè. Hình mẫu về ngoại hình thì em không có quan trọng, em bác sĩ mà em điều chỉnh được. Em bác sĩ về chiều cao thì ý em là về ví dụ cân nặng thì có thiếu quá thì em chăm sóc cho mập lên, còn mập quá thì em lôi đi tập thể dục cho ốm bớt đi. Đó hợp lý chứ kêu chứ ngoại hình em điều chỉnh được, làm như bác sĩ thẩm mỹ vậy đó. Thậm chí trạng thái tâm lý bác sĩ cũng điều chỉnh được chứ bộ. Dạ đúng rồi. Đâu có gì lo đâu. Tóm lại chỉ cần có coi như là yêu mình thôi mình có thể gọi là điều chỉnh được hết luôn. Đúng không? Về sắc đẹp, thậm chí bây giờ thật ra sắc đẹp cũng có thể can thiệp được mà. Dạ, đúng chưa? Dạ. Không lo ha. Là tức là không có một cái nhu cầu gì hết hả? Chỉ cần yêu thương em hả? Có một nhu cầu. Nhu cầu gì? Chân thành và không giả dối. Chân thành và không giả dối. Dạ. Rồi, để tôi qua tôi hỏi nhà gái coi có chân thành không? Dạ, có giả dối không? Không lẽ đi lên chương trình nói không, tôi giả dối lắm. Không, phải nhìn làm biết chứ. Chào cô gái xinh đẹp. Con chào chú. Nãy giờ nghe chàng trai nói chuyện bên kia mình có cảm giác có một cái gì đó hợp với mình hay không, hay có gì đó mình thích hay không thích đâu? Dạ thì con cảm thấy là bạn bên cạnh cũng khá là thật thà, với lại là công việc thì cũng ổn định. Đúng rồi. Thật thà nó mới khai rõ ràng vậy ha. Công việc ổn định rồi, đúng rồi. Có hợp với mình chút xíu nào chưa? Hợp thì chắc là để gặp mặt để xem có cảm xúc lúc gặp mặt không. À, cảm xúc là tới luôn đúng không? Dạ. Bây giờ cái mong muốn một cái mẫu hình lý tưởng của mình là người như thế nào? Dạ, con thì con muốn bạn trai của con cao hơn con để có cảm giác là được che chở ấy ạ. Với lại là con muốn người bạn trai của con có vẻ ngoài nam tính, có nghĩa là nam thì con chia ra làm hai loại, là một người là dễ thương. Là chị thương với loài nam tính thì con thích nam, bạn nam của con nhìn nam tính rắn rỏi. Nhìn chắc chắn, đúng hơi rồi. Phong trần chút xíu ha. Đúng rồi. Người ta hay nói là trai bụi bụi chút á ha. Dạ vâng. Anh ở bên đây, anh đang ngồi như này, cái anh nghe con muốn nhìn đàn ông nam tính không? Ông làm vậy. Vậy là dán ngồi chưa nam tính? Không, hồi nãy giờ nam rồi, nam rồi. Nam chưa? Nam rồi. Mình không thích đàn ông ở cái đức tính gì? Con không thích đàn ông ở cái đức tính là kiểu nói mà không làm. Ví dụ như là thà là không nói luôn, còn nếu như đã nói ra thì phải làm. Tại vì cái tình cảm của con là nó được xây dựng dựa trên niềm tin. Mà những cái lần nhỏ nhỏ mà như vậy thì con sẽ bị mất niềm tin. Và cái chuyện tình cảm nó sẽ bị nhạt là vì cái chuyện đó. Bác sĩ nói là làm đó, được. Bác sĩ nói chữa bệnh là chữa bệnh. Đúng chứ rồi. Không phải là nói chữa bệnh rồi cái không chữa bệnh đâu. Bây giờ tiêu chí nhà gái đưa ra, mình cảm giác mình có khoảng bao nhiêu phần trăm đáp ứng được? 100%. 100%. Trời ơi, quá trời tự tin. Thấy rồi. Thấy bác sĩ của tôi chưa? À được. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Nhà gái đi với ai? Đi với ai cơ? Dạ con đi với những người bạn thân của con. Dạ xin chào bên nhà trai. Chào anh và chào chú Quỳnh Linh cùng với lại chị.
Nhà trai của mình thì em thấy thứ nhất là về cái công việc thì nó giống như xương á, thì là một công việc cũng ổn định và em đánh giá rất là cao về cái công việc bác sĩ, tại vì đặc biệt là trong thời gian mà dịch giả như vậy thì cũng rất là vất vả nhiều. Cái thứ hai là về tính cách thì em thấy là bạn là một người rất là chân thật, có sao thì mình nói đúng như vậy. Về đặc điểm về ngoại hình mà Sương có muốn một bạn là phong trần, một bạn hơi bụi bụi thì ở đây mình thấy là tương đối ổn. Về phía của Sương thì cũng rất là mong muốn là Sương có thể tìm được một bạn nam có thể đồng hành với Sương trong khoảng thời gian em nghĩ là có thể càng dài càng tốt sắp tới. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn những người bạn tuyệt vời. Cương đi với ai Cương? Dạ, em đi với bố mẹ của em ạ. À, vậy à. Xin chào ông Mai Quyền Linh, bà mối Ngọc Lan. Xin chào cháu gái. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Trần Minh Cường, là cha của Tuấn Cương. Bên cạnh tôi là thủ trưởng của tôi. Đặc biệt là hôm nay tôi được diện kiến với lại ông Mai Quyền Linh, là một người tôi rất khâm phục. Quyền Linh là một người có nghị lực vươn lên. Vậy đó, nhưng mà với những cái việc làm nữa của Quyền Linh làm cho tôi khâm phục hơn. Ngày tháng dịch bệnh diễn ra rất ác liệt tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ, thì Quyền Linh ngày ngày làm công tác thiện nguyện. Hình ảnh đó trong tôi. Cảm ơn chú. Bà mối Ngọc Lam thì là một người đàn ông, tôi cũng chỉ nói lên suy nghĩ của nhiều người đàn ông khác. Đó là đẹp lắm, dịu dàng lắm. Với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, tôi rất ấn tượng, cho nên là tôi đã nghĩ ra đôi dòng. Tôi muốn đọc lên. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò mang niềm vui đến tới cho nhiều người. Ông Mai bà mối tuyệt vời, xe duyên tác hợp nhiều đôi nên tình. Hóm hình tế nhị Quyền Linh, xinh đẹp tận tình đã có Ngọc Lan. Vun hạnh phúc rất thành tâm, nhiều đôi bấm nút gieo mầm tình yêu. Bạn nữ, cháu gái và con trai tôi thì tôi chỉ có những lời tâm sự thế này. Khi các con đã muốn được tham gia chương trình đến đây thì các con hãy cho nhau cơ hội, cố gắng là chia sẻ với nhau nhiều hơn, để từ đó hiểu nhau nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn, các con sẽ yêu thương nhau hơn. Sống cùng với mẹ 30 năm trời, cha hiểu hơn về mẹ. Và xin phép tôi được đọc tại đây một bài thơ mà tôi đã viết tặng mẹ của con trai tôi. Trời ơi! Nhân ngày mùng 8 tháng 3, tặng vợ yêu nhân ngày mùng 8 tháng 3. Là vợ em chu đáo từng ly từng tí, lo hàng ngày so vừa bí bữa ăn. Là vợ em chỉnh chu tỉ mỉ, quần áo anh không để tí nếp nhăn. Là vợ em sửa túi nâng khăn, anh rượu say không cằn nhằn than thở. Là vợ em thủ thủy đêm nằm, nhẹ nhàng đằm thắm ân cần đam mê. Em là mẹ, người mẹ hiền tận tụy, thức thâu đêm khi con ốm con đau. Em là mẹ, người mẹ hiền chu đáo. Em là tất cả với tôi. Em cho tôi cả một đời được yêu, được nhớ, được thương, được chiều, được sống ý nghĩa, được yêu trọn tình. Xin hết ạ. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú rất nhiều những tình cảm chú dành cho tụi con và đặc biệt là chương trình nha. Dạ. Chúc cô chú mạnh khỏe. Chúng ta mở rào nào. Bắt đầu đó Cương, chuẩn bị nha. Em có hai món quà. Thứ nhất là bó hoa sáp. Dạ. Đó. Món quà thứ hai, chiếc bút. Đối với anh, môi trường làm việc của anh á, chiếc bút nó rất là quan trọng. Và có thể đối với cuộc sống thường ngày, nó cũng là chiếc bút để ghi lại những khoảnh khắc, những tâm tư hàng ngày của em. Và giải duy băng này, nó có nghĩa là minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu, tình yêu thủy chung. Nếu như em bấm nút, sẽ có một câu chuyện sau đấy chờ em. Em cảm ơn. Không biết là nhìn thấy anh em có cảm nhận như thế nào? Thực ra là em đã thấy anh xíu xíu ở sau lưng ở lúc này rồi.
Dạ. Thì em thấy anh có vẻ ngoài ưa nhìn, nhìn cũng chững chạc. Với lại là em rất thích cái lúc nãy anh nói liên quan tới bút. Tại vì em rất thích viết, kiểu là em thích viết nhật ký. Hồi hôm qua thì em cũng có suy nghĩ là muốn tặng anh quyển sổ hoặc là ngòi bút. Nhưng mà sau đó thì em quyết định là tặng cái đồng hồ cáp. Thì thực ra thì cái nào cũng có ý nghĩa hết. Rồi, anh cảm ơn. Nói vui một chút về cái tại sao anh tặng cây bút. Thì nãy là ý nghĩa từ trái tim anh nói ra. Còn nói vui về trong cái môi trường bệnh viện đó, thì mất gì không mất, chỉ có mất bút thôi. Cho nên là cái đấy là cái thứ quý giá nhất đối với anh khi làm việc. Anh thì là bác sĩ. Trước kia anh cũng có được thừa hưởng cái khả năng làm thơ của bố anh. Nãy em quên không đọc tặng chương trình. Thì có vài câu thơ gửi tặng em. Cái thơ này thì vui thôi. Chân tình mình sẽ gửi sau. Một vài câu thơ tặng em. Đó là: đôi nút bấm thời gian đếm ngược, một trái tim duyên nối tức thời, khẩn trương đồng ý em ơi, hai tay nắm chặt mình rời trường quay. Ủa hai đứa giờ có cần tìm hiểu không hay bấm nút vô chủ đề luôn? Là chắc là bấm nút chỉ là thủ tục ấy. Trời ơi trời, không cho ông Mai bà mối làm việc luôn. Anh chia sẻ một vài điều với em như thế này. Thứ nhất ấy, môi trường làm việc của anh là môi trường rất là bận bịu, rất nguy hiểm. Trước kia anh với bạn anh, một người bạn mà anh hay đối thơ với nhau, bạn ấy thì sau đấy đã gặp tai nạn điện giật và tử vong. Lúc đó anh không có ai anh đối thơ nữa, thì cái tài năng nó cũng lụi tàn dần, nhưng mà cũng may là cũng vớt vát được chút xíu để tặng em mấy câu thơ đó và tặng cho chương trình nữa. Con nói con đối con làm hai câu thơ như thế này, đấy là nói vui thôi. Nhất tâm đừng lấy chồng bác sĩ, buồn lắm ai ơi, tủi lắm thay. Tức là như thế nào, có thể những ngày lễ, những ngày đáng lẽ mà được nghỉ như là thứ bảy chủ nhật, có thể được đi chơi với nhau, nhưng lúc đấy anh lại có thể vướng trực. Nếu như em bấm nút thì dù có bận đến mấy anh cũng sẽ sắp xếp được thời gian cho em. Nếu không được cả ngày thì cũng được một vài tiếng. Thậm chí nếu như em chỉ có rảnh buổi tối, anh cũng có thể là anh đến buổi tối rồi anh có thể tìm nhà nghỉ anh ngủ lại, xong xong anh về làm việc, đó là chuyện bình thường. Đó, dạ. Giờ sao em gái cảm nhận sao? Em cũng muốn nói thêm gì nữa không? Dạ, em muốn hỏi một xíu là tại vì em là một người kiểu hay thích trò chuyện ấy, nên là với lại là cái tình cảm của em nó sẽ được xây dựng dựa trên cái việc hiểu nhau. Qua cái việc trò chuyện thì công việc của anh cũng khá là bận rộn ấy. Thì em không biết là anh có thời gian cho cái việc đó hay không. Em thường rảnh vào lúc nào? Em thì sau khi đi làm về buổi tối. Tối rảnh vào khoảng mấy giờ? Dạ, chắc là cỡ sau 8 giờ. Sau 8 giờ hả? Được, anh sắp xếp. Ngày nghỉ em có rảnh không? Thứ bảy chủ nhật. Dạ có, em được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nếu mà không vướng trực thì anh cũng được nghỉ thứ bảy chủ nhật. Dạ. Thì anh sẽ sắp xếp ít nhất là một ngày trong tuần để anh có thể xuống được với em. Dạ, vâng. Hãy nói với nhau về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi bên cho nhau nghe. Không biết là quan điểm về tình yêu của em như thế nào? Quan điểm về tình yêu của em ý, thì đối với em là người yêu, người bạn. Em mong muốn là có một người mà kiểu hai người sẽ đồng hành với nhau. Ví dụ như trong công việc thì sẽ cùng nhau động viên nhau để phấn đấu vươn lên, hoặc là cùng nhau chia sẻ những cái chuyến đi chơi, em thích đi chơi. Hoặc là nếu như mà bình yên thì có thể là cùng nhau ngồi đọc sách. Thì đó là một cái đối với em, người yêu và là người bạn là hai cái người đồng hành để cái mối quan hệ nó vững chắc. Em có thích được chụp hình không? Anh thích chụp hình lắm. Dạ có, em thích chụp hình. Anh có mua máy ảnh để chụp. Dạ. Nếu mà có gì đi chơi với nhau thì anh lại được tác nghiệp rồi. Chị cũng thích được chụp hình lắm đó. Nên bố hai đứa đi chơi rủ chị đi. Dạ được, nếu mà chị dạy. Ừ, dạ. Bạn gái em không thích chụp hình. Không, nhưng mà nếu mà tự nhiên không gian riêng của hai đứa. Chị quên. Thôi quên. Ta đang đi chơi riêng ở nhà vô chụp hình chung để tôi chụp cho. Quan điểm về tình yêu của anh đấy là sâu thẳm nhất, đấy là sự chân thành. Đó. Không giấu giếm,
không giả dối. Anh chỉ cần như thế thôi. Nha. Dạ. Cái đó thì em rất thật thà với tôi. Hai bên nói cho nhau dự kiến khoảng bao lâu thì nhà gái cho nhà trai bước tới? Không biết là bao nhiêu lâu thì em có thể tiến tới hôn nhân được. Em thì chắc là năm nay thì tìm hiểu thôi, còn nếu như cưới thì chắc năm sau. Năm sau hả? Dạ. Hợp lý không? Năm sau hợp lý không? Được. Được dạ, đúng không? Năm sau được. Dạ. Ok. Dạ. Rồi, quan điểm về con trai, con gái, mấy đứa? Anh thì hai đứa con là đủ rồi. Đấy, nuôi dạy cho tốt, con trai con gái không quan trọng. Dạ. Con nào cũng là con cả. Không biết em như thế nào? Em thì em chưa có nghĩ tới. Nhưng mà nói chung là em con trai con gái đều được. Em thích là con trai trước, tại vì em muốn cái đứa nhỏ sau là con gái sẽ được anh trai che chở bảo vệ. Ui, chưa chắc em ơi. Sao vậy? Sao? Có khi là em gái nó bắt nạt anh trai ấy chứ. Dạ. Gia đình em thì sao? Anh em có mỗi mình em thì em không biết. À, dạ. Tưởng đâu chưa chắc ở đây có lẽ là chưa chắc đẻ con trai trước nữa. Dạ. Đừng có muốn đẻ là đẻ đứa nào là đẻ đứa đó đâu. Mặc dù bác sĩ chưa chắc là muốn đẻ con trai là đẻ con trai đâu. Trời giỡn hoài, hỏi coi giờ nó muốn đẻ con trai là đẻ con trai đó. Được không? Ông cái này là theo luật pháp thì không được anh Quỳnh Linh ơi. Đúng rồi. Dạ. Đâu phải muốn đẻ là đẻ được đâu, thấy không? Ừ. Đẻ con trai con gái tùy duyên nữa. Thành ra này bác sĩ có nói là trai gái gì cũng quan trọng, thấy không? Còn bạn nữ là muốn đẻ con trai mong trước. Mong muốn thôi, mong muốn là được thì được, không được thôi. Hồi đó chú cũng mong muốn đẻ con trai trước đó. Ra hai đứa con gái đó. Còn đây người ta muốn đẻ con gái nè. Ra trai đó. Ra thằng trai. Không ai muốn được cái gì hết á. Duyên trời đã định rồi ha. Yeah. Rồi. Rồi bây giờ hai đứa nói về vấn đề lập nghiệp đi. Đúng rồi. Nếu như chúng ta đến với nhau, chúng ta về chung một nhà thì mình lập nghiệp ở đâu và mình tính như thế nào? Nhà trai nói trước. Không biết là em có đồng ý về Đồng Nai sinh sống cùng với anh không? Vì hiện tại ba mẹ anh đã mua cho anh một mảnh đất nhỏ. Một ngôi nhà nhỏ ở trên đấy, hiện tại anh đang sống được. Nhưng mà nếu mà về sau lập gia đình á thì ngôi nhà đó sẽ phải đập đi và xây lại ngôi nhà mới khang trang hơn. Dạ. Sao em muốn lập nghiệp ở đâu? Có muốn về Đồng Nai không? Em thì em vẫn hiện tại thì em vẫn thích Sài Gòn, tại vì Sài Gòn vui, với lại là bạn bè này nọ trên Sài Gòn hết, với lại là cơ hội nghề nghiệp của ở trên Sài Gòn cũng nhiều hơn. Trời ơi, nhà gái ơi, Đồng Nai người ta có sân bay quốc tế. Đồng Nai cũng vui em, Đồng Nai cũng vui mà. Vui lắm luôn mà, cây cầu bắc sông là qua Đồng Nai cũng có xa gì mấy. Mà thật ra Đồng Nai với thành phố Hồ Chí Minh hay Sài Gòn nó là một, nó sát bên luôn. Em cứ đi với anh, khá vui. Bây giờ kể một số chỗ vui coi. À, một số đừng khu du lịch. Mổ nha. Phòng mổ chỉ... À không, phòng mổ ra cũng vui. Tức là người nhà vui vì đã xong. Ừ. Kết quả tốt là vui, nhưng mà cái đấy thì không phù hợp với môi trường chơi. Các khu du lịch, các điểm địa điểm thiên nhiên tham quan. Em là em thích các địa điểm thiên nhiên, em đang có dự định đi vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Nhưng em mà đi thời rồi. Gian bận quá chưa có được. Gì vậy sao? Em đi Nam Cát Tiên rồi. Rồi vậy mới muốn làm hướng dẫn viên cho bạn luôn. Đi rồi thì dẫn con đi chứ làm gì mà nghe Nam Cát Tiên chứ. Ờ, ý là em thấy Nam Cát Tiên rất là đẹp, em rất là thích chỗ đó. Nè, về Đồng Nai đi. Đồng Nai đang phát triển đất, Đồng Nai giờ đôi khi mắc hơn các thành phố đó. Dạ. Nha. Đừng có dại. Đồng Nai chuẩn bị đất tăng dần dần luôn á. Không chịu, tôi bấm nút rồi tôi liền. Tôi khoái này lắm á. Ừ. Ở dưới tôi còn mấy con em nữa kìa. Tôi cảnh báo trước rồi, không bấm nút là tụi nó bây giờ nhau nó liền á. Cơ ngơi có nè. Nghề nghiệp ổn định nè, là một bác sĩ nữa nè ha. Con cái đẻ ra có bác sĩ chăm sóc luôn, không phải lo gì hết. Vậy còn đòi hỏi nữa cô gái. Đồng Nai là một nơi đang phát triển ha. Đồng Nai có thể nói là sắp sửa đây nó sẽ tiến lên tầm quốc tế luôn đó. Được chưa? Mà. Được chưa? Được. Hả? Chứ vậy là chị thấy mối này được đó. Mối này ngon ha. Nha. Khó tìm mối này lắm á. Thấy không? Vừa vui. Mấy đứa chuẩn bị. Mấy đứa chuẩn bị nha. Đây mà không bấm nút là nhào. Ở đây không bấm là nhào lên liền nha. Nhiều người lắm. Kêu lấy tâm. Sếp tao nói đơn tham gia một dọc này muốn bác sĩ luôn á. Thật ra cái mong muốn nhu cầu tìm bác sĩ nhiều lắm. Chị cũng thích bác sĩ lắm. Em không bấm á là nhiều người bấm lắm á nha. Nhưng mà sao em nghe toàn là bác sĩ thì suốt ngày đi trực. Hả? Nhiều người lại không thích quen bác sĩ.
Nói vậy thôi chứ nhiều người trong đây đơn tham gia chương trình mà luôn luôn mong muốn tìm bác sĩ, mà tôi giờ còn nhiêu đây đơn nè. Trong bệnh viện còn ông nào chú vợ không? Có nhiều lắm chị. À, mời lên đây, mời lên đây. Chị thích bác sĩ lắm. Nhưng mà hôm nay em đi đây em phải giấu kỹ lắm, tại vì em hở ra từ nào là bệnh viện biết hết. Bệnh viện biết hết là đồn âm hết cả lên, chưa đi đến đâu có khi lại còn cái câu chuyện nó đi xa hơn nữa. Rồi bây giờ là tới cái ngày mà phát sóng chương trình là mình dắt bạn gái mình vô luôn. Là bất ngờ luôn. Là bất phát ngờ xong luôn. Dắt vô luôn nha. Khỏi ai nói năng gì nữa hết. Sao rồi thấy... nhớ kiếm mấy ông chưa vợ trong đó nha. Bây giờ nè. Cương. Không nhưng mà phải kiếm trước khi dắt bạn gái vào, không thể tưởng dắt bạn khóa luôn. Kiếm. Ừ, phải luôn Cương đây nè. Cương. Bước tới nắm tay Sương. Đó. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau. Đó, Cương nói gì đi. Nói với Sương những điều thật là lãng mạn, nói từ trái tim của mình đi Cương. À, anh tất cả những gì anh đã chia sẻ với em, anh đã nói hết từ nãy. Thì anh cũng mong muốn là mình cho nhau một cơ hội. Nếu như em có bấm nút thì anh sẽ dành tất cả thời gian của mình, công sức của mình và tất cả sự quan tâm anh tích lũy được trong suốt những cái năm tháng anh học, năm tháng anh làm, để anh cho em được một tình yêu đẹp nhất. Sương nói đi, Sương nói gì với Cương đi. Sương với Cương nói đi, ở dưới bố Cường đang nghe. Dạ thì em nghĩ là em cứ nói anh đang nghe. Dạ xin lỗi. Thì em ông đừng hề hước. Em thấy là em nghĩ là mình nên cho nhau một cơ hội. Thấy... tức là bấm nút đúng không em? Mình hát bài tặng liền chưa? Hát một bài anh tặng thì bằng em không thơ có nữa khả năng hát, nhưng mà thơ thì em đọc rồi. À đọc rồi hả? Hát thì em chỉ có hát bè thôi. Hồi nãy ta để đến lúc này đọc nó hay nè. Không nhưng mà thơ này em đọc tặng chương trình. Nữa hả? Dạ, rồi. Đọc tặng chương trình không? Dạ. Khoan để khoan cái vụ này đi, chương trình chút đi. Khoan cái vụ tình yêu, chương trình chút anh đọc cho. Chút đọc, chút xíu đọc ha. Dạ, dạ. Bây giờ đang cái tình yêu đang nóng nè, đang vẫn nắm tay này, nắm tay. Nhưng mà em không hát được. Thì... bạn gái hát đi. Dạ không, em cũng không hát. Rồi bây giờ nè. Đứng xích xích đây có. Dạ chị hát cho hai đứa bè nha. Ba mẹ thấy hợp không? Hợp được không cô chú? Được không? Được hả cô chú ha? Bạn bè thấy hợp không? Hai đứa nắm tay thấy sao? Cảm giác sao? Có tê tê rồi có gì không? Hả? Đối với bác sĩ thì em thấy là ấm. Ấm là chưa có thiếu máu đâu. Mạch đập lên như rồi. Mạch thì phải bắt mạch mới biết được. Đâu bắt thử coi rồi là mạch có đang loạn không? Mạch loạn nhiều khi nó bệnh ấy chị ơi. Này là mạch vẫn tốt ạ. Tốt. Có hơi nhanh một chút. Em gái thấy sao? Rồi. Hồi hộp. Dạ. Cảm xúc em gái thấy sao? Em cũng hơi run một xíu. Có thấy thích gì không? Có một tí. Có tí là được rồi. Được rồi đó. Cũng chỉ cần một tí thôi. Nào. Cái gì? Cũng chỉ cần một tí ban đầu thế là tốt rồi. À vậy hả? Có là giờ... thích một tí được rồi. Nôn bấm dữ lắm rồi đúng không? Để em nôn rồi. Bấm rồi. Rồi hai đứa đứng đó luôn đi. Hai đứa đứng đó luôn đi. Bây giờ tôi đếm 1, 2, 3. Cô gái có bấm thì nói nha. Quan trọng là cô gái nha. Nào, em gái có bấm hay không? Có không? Dạ có. Bấm. Em bấm. Rồi, xong. Chúc mừng hai đứa. Đẹp lắm á. Thật ra một chàng bác sĩ rất là có duyên nha. Cực kỳ có duyên, có duyên cực kỳ hài hước luôn. À, cô gái nhẹ nhàng, thật ra cũng nhút nhát, e thẹn, nhưng đó, cái điều đó một cái điều mà rất nhiều chàng trai thích đó nha. Ha. Đây là một người, một cái cặp đôi mà anh nghĩ rằng là sẽ bổ trợ cho nhau rất là nhiều luôn á. Cảm giác của Cương bây giờ như thế nào? Em này tìm được bạn gái thì em thấy vui, em thấy hạnh phúc. Nói với bố mẹ gì đi. Bố mẹ yên tâm, con sẽ dành hết tình cảm yêu thương cho bạn. Em cứ yên tâm, đây có bố mẹ anh không nói dối được. Đó, hay. Câu này hay. Bây giờ ba mẹ của Sương đang theo dõi chương trình này. Đó, bây giờ Cương nói gì với ba mẹ của Sương nữa đi. Con chào hai bác đang theo dõi chương trình. Con hôm nay đã may mắn được bạn Sương bấm nút. Và con cũng đã dành một tình cảm
dành cho bạn Sương, và con xin hứa với hai bác là sẽ cố gắng quan tâm và chăm sóc bạn Sương thật nhiều bằng tất cả tấm lòng của con. Hay quá. Tuyệt vời. Tuyệt vời, thấy chưa Sương? Em nói một cái gì đó với ba mẹ của bạn trai. Dạ, con chào cô chú ạ. Thì nói chung là con rất là thích cái truyền thống của gia đình mình ấy. Với lại là lúc mà con nhìn vào chú với cái cách mà chú miêu tả về vợ mình ấy, thì con có một niềm tin hơn về bạn. Con nghĩ là bạn cũng sẽ yêu thương vợ, với lại là ghi nhận những cái mà vợ mình kiểu hy sinh cho gia đình. Nên là con cũng rất là kiểu thích cho gia đình mình. Hay lắm. Cặp đôi này nhớ nha, mau chóng tìm hiểu nhau, càng sớm càng tốt. Thông báo tin vui chương trình nha. Chương trình mỗi lần mà nhận cái thiệp mời đám cưới của nhiều cặp đôi đó, chương trình rất là hạnh phúc luôn. Mong rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày rất là đẹp của hai đứa. Nhớ mãi ngày này nha.